chỉ có hai cục đá thôi mà nó cho một cái kết quả thật là kỳ diệu như vậy. Còn cái cholesterol trong máu của tôi nha, là chữa từ trước đến nay không bao giờ, không bao giờ mà có cái chỉ số bình thường, bây giờ đó là bình thường. Mà cái điều đó là cái điều rất là lạ.